Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay em giới thiệu đến anh em mình mẫu ZX25G. Cái con xe mà 250 4 máy đây. Mà rất là hiếm trong thời điểm này. Em tìm mua xe cũ mấy tháng này bây giờ mới gặp được một con đầu tiên này, lâu lắm rồi. Xe thì đăng ký lần đầu 2023, biển thành phố Hồ Chí Minh. Đi 8.000 cây nhá. Xe thì em bán 129 triệu. Cam kết cho anh em mình là máy móc zin, nước sơn zin, ô đô chuẩn. Xe đã được lên cái bô phun cổ trợ sáng một cặp. Mọi chức năng là hoạt động tốt, quick ship, down ship, rồi ga điện, tất cả mọi thứ là đang hoạt động bình thường, không lỗi nha. Xe là cam kết 100% là sơn zin, không giảm tút. Hai chìa hai kiếng, đuôi zin đầy đủ, thiếu mỗi cái bô zin thôi nha. Đây, ô đô 8.500. Yên solo là yên dài vẫn còn. Ô cặp lốp zin theo xe vẫn còn nha. Giá chỉ 129 triệu là anh em đã sở hữu được mô tô Sport Bike 4 máy. Bao nổ luôn. Mua bán là có cam kết bảo hành cho anh em mình chơi nhá. Anh em yên tâm là mọi chức năng của xe là vẫn hoạt động bình thường, cổ buộc chẳng lái rồi tất cả mọi thứ đang hoạt động tốt. Em đã kiểm tra kỹ trước khi lên sàn rồi. Anh em yên tâm nhá. 129 triệu đi 8.000 ZX25G biển Sài Gòn. Số điện thoại của em là 0974847553. Địa chỉ và số điện thoại em sẽ luôn luôn để dưới phần bình luận và mô tả nhá. Anh em nào mà chưa nghe kịp thì có thể kéo xuống dưới bình luận. Bên em thì chuyên kinh doanh tất cả các mặt hàng mô tô lướt nhá. Đó, anh em nào có nhu cầu mua bán trao đổi thì cứ inbox Zalo và gọi điện cũng được, em sẽ tư vấn cho anh em mình chi tiết nhá. Xe thì quá đẹp rồi, ốc tán sáng trắng luôn này. Thấy không? Buộc biết à. Gặp máy là bao sạch cho anh em mình. Nào cần tư vấn thêm thì cứ gọi trực tiếp qua điện thoại hoặc nhắn Zalo cho em nhé. Em sẽ tư vấn cho anh em mình chi tiết luôn. Clip em xin dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã coi được cuối clip.